khu công nghiệp Phú Hội đặt tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, nơi hiện có 34 doanh nghiệp đăng ký đầu tư sản xuất, chế biến và cung ứng các mặt hàng nông sản các loại. Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên chuyên mục hộp thư truyền hình, thì nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất tại khu công nghiệp Phú Hội xấp xỉ 2.000 mét khối một ngày đêm. Tuy nhiên, trên thực tế, nguồn nước cung cấp phục vụ cho sản xuất tại đây chỉ đạt khoảng 50% so với nhu cầu. Có những thời điểm tại khu công nghiệp bị thiếu nước nghiêm trọng, một số doanh nghiệp đã phải sử dụng nguồn nước một cách tiết kiệm hoặc phải tạm ngừng sản xuất, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc chế biến và cung ứng các mặt hàng nông sản phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Công ty của mình là công ty về sản xuất nông sản, hợp đồng và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân ở Lâm Đồng và các tỉnh lân cận. Cho nên cái nhu cầu về sản xuất nông sản là nhu cầu phải nói là cần thiết, là phải có nước. Không có nước là chúng tôi không thể nào hoạt động được. Trong cái thời gian vừa qua, từ tháng 8 cho về trước, có vài một thời gian thì coi như là bị gián đoạn nước, nó như là coi như có những ngày là không có nước luôn. Có bữa có bữa không, mà có nhưng rất là ít, như là không có thấm béo vào đâu, không đủ vệ sinh nữa, làm sao mà rửa rau được. Thì vừa rồi thì công ty có gửi công văn kiến nghị lên Ủy ban dân tỉnh thì có can thiệp vào, thì bây giờ thì nước nó cũng tương đối là ổn định thôi, chứ chưa thực sự mà ổn định thì chưa. Để cho công ty Trình Nhi nói riêng và cả khu công nghiệp nói chung để phát triển bền vững, thì mong Ủy ban dân tỉnh cùng với lại các cơ quan cấp thoát nước tỉnh là quan tâm hỗ trợ để cho nó cái nguồn nước gọi là dồi dào, ổn định bền vững. Công ty của tôi thì thời gian qua đã có cái sự hỗ trợ của bên công ty nước nên là cái lượng nước nó cũng là tạm ổn, nhưng mà sắp tới bên công ty tôi thì có cái sự mở rộng giai đoạn 2 nên là mong muốn về cái lượng nước nó nhiều hơn và nó ổn định hơn để cho ổn định về sản xuất. Tại khu công nghiệp Phú Hội thì hiện nay là có 34 doanh nghiệp đang đăng ký xây dựng và hoạt động, thì cái nhu cầu mà thời điểm hiện tại thì nó tầm khoảng sắp xỉ 2.000 khối ngày đêm. Thì vừa qua thì có một số cái kiến nghị của doanh nghiệp mà về việc thiếu nước để mà sản xuất trong khu nghiệp, thì ngay sau khi nhận được các kiến nghị thì ban quản lý khu nghiệp cũng đã chỉ đạo và chúng tôi đã trực tiếp đi đến làm việc trao đổi từng doanh nghiệp về các cái nhu cầu của người ta. Song song đó thì chúng tôi cũng đã làm việc với lại đơn vị cấp nước là nhà máy nước Đức Trọng và đã đề xuất người ta là có những giải pháp tạm thời và lâu dài để mong muốn là ổn định cái lượng nước cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn. Theo lãnh đạo công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Đức Trọng, từ tháng 8 năm 2024, do công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Thiên Phú An tạm ngưng việc bán sỉ nước qua đồng hồ tổng cho công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Đức Trọng, theo văn bản số 227/UBND-VP ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng. Nên công ty hiện đang thiếu hụt nguồn nước từ 1.000 đến 1.500 mét khối một ngày đêm để cung cấp cho nhu cầu của người dân và khu công nghiệp Phú Hội. Tại khu tái định cư thuộc khu công nghiệp Phú Hội, tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng diễn ra thường xuyên, nhất là vào mùa cao điểm, khiến cho đời sống và sinh hoạt của khoảng 40 hộ dân tái định cư ở đây gặp phải không ít khó khăn. Hiện nay tình trạng nước là lúc có lúc không, rất là bức xúc, là vì cái là nếu mà biết cái nguồn nước mà không đủ mà cung cấp cho người dân thì chúng tôi, thì người dân chúng tôi là chắc không lẽ nào là bỏ tiền ra để mà đào một cái tuyến mương chạy dài chung quanh cái khu tái định cư này là chạy gần trên 2.000 mét. Tôi cũng thay mặt cho là của người dân trong cái khu tái định cư này mong làm sao các ban ngành đoàn thể là quan tâm hơn nữa, là để cho có nguồn nước cho bà con người ta sinh sống cho nó tốt đẹp hơn. Để giải quyết bài toán thiếu nước tại khu công nghiệp Phú Hội, cũng như tại khu tái định cư và trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa, từ năm 2021 đến nay, công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Đức Trọng đã có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư lắp đặt mạng lưới cấp nước phủ kín đến khoảng 70% địa bàn, khai thác 6 giếng khoan với công suất khoảng 4.000 mét khối một ngày đêm, cung cấp nước cho khu công nghiệp Phú Hội và cho gần 6.000 khách hàng, đạt tỷ lệ 50% số hộ dân trên toàn địa bàn.
Hiện nay thì công ty đang thiếu hụt khoảng 1.000 đến 1.500 mét khối nước trên ngày đêm. Về phía công ty thì cũng có những cái nỗ lực, những cái giải pháp để khắc phục những cái tình trạng thiếu hụt trên. Thứ nhất là thì công ty cũng đã đầu tư hơn 10 km đường ống với giá trị khoảng gần 10 tỷ để đấu nối hệ thống cấp nước giữa công ty cấp nước Đức Trọng với công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Thiên Phú An để mua xỉ nước qua đồng hồ tổng. Thứ hai thì từ năm 2018 thì công ty cũng đã ban hành các nghị quyết để quyết định đầu tư cái nhà máy nước 5.000 mét khối ngày đêm trong khu công nghiệp Phú Hội. Công ty thì cũng đã tiến hành thuê các đơn vị tư vấn để hoàn thiện các cái thủ tục pháp lý để tiến hành xây dựng. Nhưng mà tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì công ty cũng chưa được chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài việc đầu tư hệ thống cấp nước đấu nối với hệ thống cấp nước của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Thiên Phú An để cung ứng cho khu công nghiệp Phú Hội và các hộ dân tại khu tái định cư, công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Đức Trọng cũng đã đầu tư kinh phí mua 200 mét vuông đất để đặt trạm bơm, đồng thời ban hành nghị quyết đầu tư xây dựng nhà máy nước trong khu công nghiệp Phú Hội, thuê đơn vị tư vấn hoàn thiện các thủ tục pháp lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh về dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước có công suất thiết kế 5.000 mét khối một ngày đêm, với tổng vốn đầu tư hơn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn chưa được sự chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh. Công ty cũng có hai cái đề xuất như sau. Thứ nhất thì cũng kính mong các ban ngành của tỉnh cũng như địa phương tạo điều kiện hỗ trợ cho công ty được tiếp tục mua xỉ nước của công ty Thủy Thiên Phú An để giải quyết cái tình trạng thiếu nước cấp bách hiện nay. Mong tỉnh cũng giúp đỡ công ty, hỗ trợ công ty hoàn thành các cái thủ tục hồ sơ pháp lý của cái dự án 5.000 mét cái nhà máy nước 5.000 mét khối ngày đêm trong khu công nghiệp để công ty sớm tiến hành xây dựng cái nhà máy trong khu công nghiệp để đảm bảo cấp nước cho khu công nghiệp cũng như là nhu cầu sử dụng của người dân. Có thể nói sự cố gắng nỗ lực cũng như những giải pháp tạm thời nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước trong thời gian qua của công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Đức Trọng là rất đáng ghi nhận. Về lâu dài, nếu dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước Đức Trọng được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận và triển khai thực hiện, sẽ không chỉ hóa giải bài toán thiếu hụt nguồn nước phục vụ nhu cầu sản xuất chế biến tại khu công nghiệp Phú Hội cũng như nhu cầu sinh hoạt của người dân như hiện nay, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tại địa phương tiếp tục phát triển, đồng thời đảm bảo nguồn nước dồi dào cung cấp cho đô thị mới Liên Nghĩa trong tương lai gần.